một người khác luôn á. Năm đó là chị cũng làm liên tục chỉ. Dạ. Rồi cũng có nhiều người, nhiều chị làm nhiều chỗ chỉ lắm chứ không phải là một chỗ. Chị cứ nghe họ cam kết là họ sẽ làm được cái đầu mũi chị cao giống như là mũi sữa. Nhưng mà chị làm hoài thì càng làm thì cái đầu chân mày của mình nó cao thôi, chứ còn cái ngay chỗ cái chóp mũi, cái chóp mũi nó không cao được. Yeah. Cho nên là nó cứ bằng tháng giống như là cái đường rầy vậy đó. Rồi chị đi đâu á họ cứ kêu là trời ơi BD. Mỗi lần chị đi đâu mà chị mặc đầm đẹp đẹp họ kêu trời BD mà nó mặc đầm đẹp ghê. Yeah. Thì nghe chị cũng buồn lắm, nhưng mà chị mình cứ làm giống như là mình không nghe. Rồi chị cũng mất nhiều cơ hội làm lắm, làm ăn nhiều cơ hội công lắm. Như là đi gặp gỡ ai rồi bạn bè này kia rồi muốn gặp mình thì là mình ưa tránh né, mình đau bụng hoặc đau đầu là viện đủ lý do đau cơ thể đó để mà không gặp người ta. Yeah. Là 3 năm đó, trong vòng 3 năm, từ 3 năm đến giờ đó, thì hôm nay là chị liều mạng, chị trốn chồng chị đi luôn. Chị vừa ngồi lên á, xong rồi chị mong đến cái gương á, chị thấy chị soi. Chị soi xong cái chị gớm luôn em, chị không nhận ra khuôn mặt chị luôn á. Nó một người khác luôn á, nó không phải là con Tú ngày xưa nữa. Chị rất là ưng ý luôn, chị rất là ưng ý luôn. Hoàn toàn là chị vừa ý vô cùng luôn á. Trời ơi thiệt á, chị nói thiệt, chị làm xong á chị muốn ôm hết tất cả mọi người vô lòng mình luôn á. Tưởng tượng mức độ đó đó em biết, tại vì mình không có thể không phải là bấy nhiêu tiền mà đủ em biết không, mà vì cái tình cảm rồi cái phước mình gặp được á, mình gặp được người như vậy làm á, cho nên là nó rất là lớn chứ không phải bấy nhiêu tiền không làm cái gì hết. Chờ đón kết quả sau khi thực hiện sửa mũi hỏng, xử lý filler, tháo chỉ mũi.